chào các bạn. Cảm ơn các bạn đến kênh của mình nữa ha. Bữa nay lạnh, bữa nay sáng trời tuyết, tuyết đến trưa đến 2-3 giờ luôn. Bây giờ là 4 giờ chiều nha các bạn, là 4 giờ chiều bắt đầu là mặt trời sắp xuống rồi ha. Đó, mùa giờ này đó, kiểu khoảng tháng này á, chừng 5 giờ là tối thui nha. Đó, bây giờ các bạn thấy 4 giờ mấy đó mà nó sắp xuống hết rồi đó. Trời lạnh này nè, ăn lẩu là ngon nhất. Tối nay chắc mình nấu lại món lẩu Thái đi. Bữa nay thì xuống còn chừng 20 độ thôi, trừ chừng 8 độ, chừng 8 độ, 10 độ C các bạn. Thì chiều nay nấu lẩu. Chào các bạn. Chiều nay nhà mình ăn lẩu nữa nha. Trời mưa, trời lạnh, trời tuyết, ăn lẩu. Đang thèm lẩu Thái nữa. Ủa cái này là gì mà chín nè? Lẩu ủ. Em phải lấy nút. Để cậu mình dùng nó. Này dở, dữ làm. Ăn. Ăn ngon đấy. Cái hồi đây ha mày. Mày sống được không? Ủa mà sao cái hồi phải chấm ở đây? Nó giống như tính kính lạnh nữa. Bên này bên đó là bên đó của mày. Bên đây bên kia sôi nhiều hơn. Chính rồi. Chưa. Sống vậy đó. Bị tắt nữa anh ơi. Thì cái dây bị nó lỏng hay gì đó. Bị sao sôi. Em biết. Em biết lấy đi. Rồi, lấy cái đèn rồi, có này. Điện mát hoài. Giống chủ nữa hả? Giống ai giống em hả? Cái nồi của em này, không phải của anh đâu. Rồi đấy. Dữ quá ha. Lúc trước anh mua làm gì biết không? Ủa sao lấy cái mì kia đâu? Mì cây kìa kìa, cây rơ ra mình kìa, mai đi mua thùng khác. Ủa? Ủa, mai mới mua cái gì á? Cắp mì đó đó. Cái gì? Mì hôm qua gì đó mày? Mì Hàn Quốc đó. Ờ, đó. Trời ơi, mì này ăn gì trời? Mì này bữa nó mua chứ gà. Mua gà ăn giờ cho gà hết rồi đem ra cho mình ăn trời. Ôi, mì Mỹ nha các bạn, mì ra mình Mỹ. Trời trời. Ghê thiệt. Bữa cho gà ăn giờ vợ đem ra cho mình ăn. Ủa em ăn mà, em lấy em ăn mà. Giờ đâu giờ ăn đâu. Có ăn nè. Cái đó đó, ra mình ạ. Bỏ thêm rau đi. Bỏ chưa xôi một chút. Rồi xôi, tắt nữa rồi. Chưa đổ gì đâu. Thấy không nghe rồi. Ha
cái nó bị mát này. Lấy cái chỗ điện thoại ra rồi cắm vô đó ra. Rồi đó, ok. Rồi, hy vọng không có bị vấn đề gì nữa. Trời này hôm qua tuyết được một inch hay nhiêu đó các bạn. Bữa nay trời lạnh lạnh. Trời lạnh lạnh ăn ăn mấy món này nè. Nói trời lạnh lạnh ăn lẩu, ngày mai trời lạnh nữa ăn cái gì? Thì ăn lẩu nữa. Mai ăn vịt quay. Vịt quay bánh mì với lại con gì? Con đó là gọi gì? Mussel dạng mới xanh. Phỏng không? Phỏng xanh. Cắn cho phỏng nữa rồi. Nóng quá hả? Nước nóng. Ủa, bỏ món mì đó dành. Còn miếng đó. Hè. Yeah. Thằng Vũ kia kìa. Chị nào có giấy tờ gì không? Không làm sao nữa, hôm xưa nói là thôi rồi. Thì đỡ tiếp đi sao? Là bữa con lên coi nó nói thì sao? Thì đó nó nói là
interview. Nó biểu nó sắp hả? Nó sẽ cho interview vậy. Mình mới về 2018. Tháng 9 không? Tháng 9 2018. Nó hay không? Mà lúc đó là vợ mình vẫn có giấy tờ vô Mỹ lại. Rồi đang chờ cái visa 10 năm mà bị COVID-19. Thế sao không cái visa? Ừ, chờ thế sao anh 10 năm. Covid này thì nó quản lại các bạn. Xong hết rồi, nó lấy tiền xong hết rồi. Chờ phỏng vấn thôi, hay là đưa thẻ xanh thôi. Lý do này có passport rồi. Giờ ăn đi, đi chụp cái túi nha các bạn. Ồ, nóng, trời ơi, em chưa hỏi nóng nè. Trời ơi, nó nóng, nó ấy ra nóng quá mà con này nó phải thổi. Rồi, thôi, chào nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau. Bye bye.